Hello mọi người, mình đang có mặt ở Bảo tàng Thế giới Cà phê ở Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Bây giờ mình sẽ đi vô trong này cùng khám phá tham quan với mình nha. Với lối này hả chú? Dạ. Cảm ơn chú. Ta-da! Bước vào bảo tàng cà phê thì mình sẽ được đóng dấu mộc như thế này, mỗi khách tham quan đều có. Đây là cái bản đồ tham quan bảo tàng thế giới cà phê. Sẽ bắt đầu từ lối vào ở đây. Bên này sẽ có phần không gian cà phê. Đi qua đến điểm số 3, điểm số 4, số 5, số 6, số 7. Nó lần lượt sẽ là Văn Minh Cà Phê Thiền, Zen Coffee Civilization, Văn Minh Cà Phê Ottoman, Văn Minh Cà Phê Roman. Sẽ có khu thưởng lãm, triển lãm chuyên đề, thư viện ánh sáng, chế biến, bảo quản, trồng trọt, chăm sóc, thu hái, sẵn. Hi, ok, let's go. Cái này giống như những cái bình làm từ quả bầu á. Đây là một cây vàng hiện vật của người ED hả? Một con thuyền độc mộc rất dài. Ở trên thuyền độc mộc nó có ba cây mía, bí, khoai lang, gừng. Đây là những cái vật hành nghề bắt cá của người dân tộc ED. Ở phía dưới thì có những cái bình chum rượu. Wow, con thuyền này rất là dài. Ở đây họ trưng bày từng loại hạt cà phê. Ví dụ như đây là cà phê Cooley, cà phê Arabica ở Chrome Park, hay còn gọi là Chrome Park, chắc vậy, mình đoán vậy. Cà phê Robusta ở Kumaga và cà phê Mocha. Bốn loại cà phê này thì không biết là chắc là đều được trồng ở đây, ở khu vực này cả. Bốn loại thì màu sắc nó rất là khác nhau. Hai dòng cà phê rất nổi tiếng trên thế giới đó là Arabica với lại Robusta. Ở sau mình là không gian thu hái cà phê nha mọi người. Wow, một bức tượng rất là đẹp. Đây là những cái vật dụng được bà con nông dân dùng để thu hái cà phê. Có những cái quỳ các loại rất là lớn luôn. Quỳ rồi sẻn. Xúc cà phê này. Đẹp quá, đồ thủ công đẹp quá. Mình thấy cái bức tượng này rất là đẹp luôn. Và mình rất là tò mò về bức tượng này. Thì ở trên này á, nó có một cái mã QR để mà quét để đọc thông tin. Bây giờ mình sẽ quét cái mã QR này ha. Đây, khi mà quét thì nó sẽ ra thông tin này. Truy cập vào và để xem bức tượng này nói về cái gì. Đây là một bức tượng phụ nữ châu Phi có tên là bà mẹ mang bầu của quốc gia châu Phi. Bức tượng gỗ này được một người đàn ông người Đức sinh sống tại một thị trấn nhỏ ở Hamburg mua về trưng bày tại quán cà phê của ông sau một chuyến thăm quốc gia châu Phi vào thế kỷ 19. Ông tôn thờ bức tượng gỗ này như một vật dụng trang trí để ông ngắm nhìn hàng ngày. Wow, cool. Còn đây là những cái chiếc dao vót nan nha mọi người. Dao vót nan này thì nó dùng để vót những cái nan tre như ý, to nhỏ dày mỏng khác nhau. Nó là cái dụng cụ của đồng bào dân tộc Cờ Ho. Vô cái không gian, cái khu trưng bày bảo quản cà phê. Cà phê nó là một cái loại nguyên liệu mà nó rất là dễ bay mùi. Cho nên là khi mà bảo quản cà phê thì người ta sẽ phải dùng những cái chiếc hũ, cái thùng mà nó rất là kín để giữ được cái mùi của cà phê. Đó, ví dụ như đây.
Wow, những cái bình bình sứ nó rất là đẹp. Để mình quét xem đây là thông tin về bình sứ như thế nào nha. Đây là cái bình chứa cà phê nhân chất liệu sứ cao cấp được quốc gia Brazil sử dụng như một loại vật dụng quý chuyên dùng cho việc bảo quản cà phê. Wow. Còn tiếp theo đây, đây là những cái chiếc máy dùng để phân loại cà phê hoặc là rang xay chế biến. Ví dụ như cái chiếc máy đây là máy phân loại nè. Nó có chất liệu là kim loại và nó xuất xứ từ nước Đức. Năm sản xuất đó là năm 1930. Ôi, những cái chiếc máy nó rất là đậm màu thời gian. Wow, con máy này đẹp quá. Đây, tiếp theo đây là cái khu trưng bày trang phục thổ cẩm của các dân tộc ở cái khu vực Tây Nguyên. Ví dụ như là dân tộc Mạ, dân tộc Ba Na, dân tộc Ê Đê. Và đây là của trang phục của người Mơ Nông. Đây là khu vực trưng bày những cái vật dụng dùng để pha chế, chế biến cà phê. Nó gồm cả những cái công cụ mới lẫn những công cụ cũ. Đặc biệt ở đây có một cái chiếc trống đồng Đông Sơn được phục dựng lại theo cái phiên bản gốc. Wow, không gian này đẹp quá mọi người. Trước mặt mình chính là không gian văn hóa cà phê Rotoma. Ottoman thời xưa là đế quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, đẹp quá. Đây là khu nhà hàng. Khu nhà hàng thông ra một cái khoảng sân vườn. Wow. Rồi, tiếp theo mình sẽ đi tham quan lối xuống hầm. Wow. Nice. Đây là cà phê gì vậy? Dạ, hôm nay mình trải nghiệm này cho mình cà phê Ottoman, đại diện là cái của người Thổ Nhĩ Kỳ. À. Cho mình một ly. Wow. À, ở dưới đó nó có cái bếp nhiệt à. À, bếp bằng điện. Wow. Nhưng mà bếp bằng điện, nhưng mà thời xưa thì chắc họ sẽ dùng củi đúng không ta? Cái này là thời Thổ Nhĩ Kỳ, trước kia họ sẽ dùng bằng điện, bằng than. À. Wow. So amazing, huh? Yeah, it's so nice. Mình cầm vé của bảo tàng cà phê thì mình sẽ được trải nghiệm uống cà phê theo phong cách của văn hóa Ottoman. Ottoman từng là đế quốc ở Thổ Nhĩ Kỳ, thống trị gần một nửa thế giới. Cái uống này thì được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của Thổ Nhĩ Kỳ. Vì nấu chung với bột, nên khi mình thưởng thức thì mình để cho nó lắng cái bột xuống một xíu. Khi uống xong thì dưới đáy ly nó sẽ có còn lại một ít bột cà phê phía dưới vậy nhé. Mình không có uống hết được bột. Cho cá là nhưng mà ý là cái loại cà phê mà chị đang sử dụng á. Cà phê này thì mình đang dùng hạt sắp xếp 2 của Trung Nguyên. Đây bên này bao ly nè? Bao ly là 6 ly.
Smells so good. Mình không uống cà phê được nhưng mà mình cũng thử nha mọi người. Bảo tàng Thế giới cà phê là bảo tàng chuyên đề về cà phê đầu tiên ở Việt Nam. Bảo tàng này thì được đầu tư xây dựng bởi tập đoàn Trung Nguyên, khánh thành đưa vào sử dụng từ năm 2018. Đến Buôn Ma Thuột, bạn nhớ đừng bỏ qua điểm check-in và tìm hiểu kiến thức văn hóa mới rất thú vị này nha. Mình là Linh Tinh, thích thì làm. Cảm ơn bạn đã chọn xem video này. Mong bạn yêu thương, ủng hộ kênh bằng cách nhấn thích video, nhấn đăng ký kênh, bật chuông để đón xem nhiều video mới. Trước khi chia tay, kênh mời các bạn cùng xem điệu múa tại bảo tàng được thể hiện bởi các thủ công tái hiện cảnh sinh hoạt, làm ăn của đồng bào ED. Cảm ơn thiệt nhiều và hẹn gặp lại!